Hello, xin chào tất cả các anh em, mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em một cục đẩy hàng nội địa của Mỹ. Và cục đẩy này đến từ thương hiệu của Fairway và sẽ có tên model là BV1200. Đây là một cục đẩy phải nói là có công suất rất là cực kỳ là khủng khiếp anh em ạ, đến tận 1200W. Con này phải nói là có một cái thiết kế và hình thức còn rất là mới, rất là đẹp anh em. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua bề hình trước sản phẩm trước. Đây con này là hàng mà Nhật vừa mới sáng hôm nay anh em ạ. Hình thức còn rất là mới, rất là đẹp. Đây anh em, tem nhãn ở bên kia về cũng còn anh em ạ. Đây mặt sau sản phẩm. Đây mặt trước sản phẩm thì nó sẽ có những cái thiết kế là hai bên thì nó sẽ là có cách điều tản nhiệt sản phẩm nha anh em, để cái quạt tản nhiệt ở phía sau thổi luồng gió nóng ra bên ngoài ở hai phía này nha anh em. Còn bên đây là nút nguồn và bên cạnh thì sẽ là cái nút đèn báo hiệu của sản phẩm. Ở đây chúng ta thấy là cái logo Delta rất là quen thuộc là của Fairway nha anh em. Đây con này được design, thiết kế và được sản xuất tại Mỹ anh em ạ. Con này phải nói là một con hàng mà thuần chủng của Mỹ nha anh em. Đây là dòng đồ professional và dòng chuyên nghiệp nha anh em. Công suất là 600W x2, có nghĩa là 600W mỗi channel. Tổng công suất này là 1200W nha anh em. Đây cấu hình phải nói là rất là khủng, rất là thoải mái để cho anh em có thể mà phối ghép với những loa khủng, loa 4 tấc, anh em chơi hai cặp 4 tấc rất là ok anh em ạ. Đây mà anh em cùng xem qua về bên cái sản phẩm nha anh em. Bên sản phẩm thì nó là những cái tem sản phẩm, đây là những cái tem chứng nhận. Đây mặt sau sản phẩm nha anh em. Đây đầu tiên chúng ta thấy là trung tâm sản phẩm là quạt tản nhiệt rất là to, rất là lớn anh em ạ, để làm mát những cái linh kiện ở bên trong. Đây anh em thấy là chạm loa, tem nhãn chữ nghĩa vẫn còn sáng bóng rõ ràng nha anh em. Đây anh em coi dây nguồn sản phẩm bên em rất là to, rất là dày anh em ạ. Đây mời anh em cùng xem qua về thông tin về sản phẩm. Đây BV1200 đồng hồ professional, logo Delta và tên thương hiệu là Fairway. Bên đây là cái cổng kết nối điện thoại vào nha anh em. Đây và Nhật sẽ tặng luôn cho anh em hai cái jack 6 ly chuyển qua DAV để cho anh em để mà kết nối dễ dàng hơn. Và bên đây là hai volume của sản phẩm nha anh em. Còn bên đây là cái cạp cắm dây loa sản phẩm nha anh em. Đây anh em phải cắm đồ bắp chuối rồi anh em mở này ra và anh em xỏ vào dây vào cái lỗ phía trên cũng ok. Mà những cái đầu dây mà cắm qua jack 6 ly rất ok anh em ạ. Nói chung là con này có rất là nhiều chặt loa để cho anh em thể mà phối ghép với cùng lúc là hai cặp loa nha anh em. Còn bên dưới là đây, con này là điện 120V đúng theo tiêu chuẩn thị trường Mỹ anh em, và công suất là 1200W. Con này hàng chuẩn là USA anh em. Đây USA được sản xuất bởi công ty Fairway Electronic Corp. Nói chung và cấu hình thiết kế của sản phẩm này thì là miễn bàn đấy, mà không có điểm gì để chê cả. Cái này có một nhược điểm nhỏ thôi nhưng mà là volume ở phía sau, nhưng mà mình không nghĩ ra nhược điểm vì rất là nhiều anh em chơi những cục đẩy thì anh em sẽ chơi với những dòng sản phẩm khác, ví dụ như là âm ly, hoặc anh em chơi với những cái R hoặc cái vang, thì anh em chỉ cần chỉnh cục đẩy này ở mức cao nhất, rồi anh em chỉnh volume của những cái ví dụ như là âm ly, vang hoặc là cái R thì nó sẽ rất là tiện lợi anh em ạ. Và Nhật xin phép được báo giá luôn cho anh em, thì Nhật sẽ để lại cho anh em con này một mức giá còn rất là tốt, chỉ với 9.500.000 đồng.
Và nếu anh em muốn mua thì liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại, qua Zalo của Nhật để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Còn về cấu hình bên trong thì này sẽ trang bị chúng ta sò sắt cho anh em, rất là nhiều con sò sắt. Nên chiếc ô này về độ bùng nổ này, khi mà chơi những dòng nhạc khó mà khi mà anh em hát karaoke thì phải nói là rất là dễ dàng, rất là đơn giản nha anh em. Rồi thôi không dài dòng nữa, Nhật sẽ test luôn về sức mạnh cái cục đẩy này mời anh em. Và hiện tại thì Nhật đã kết nối cả dây AV và cả dây loa của sản phẩm anh em ạ. Đây, dây loa thì Nhật đang kết nối với cặp loa rất là khủng của Harbinger 2 bass 40 và chất kè nha anh em. Giờ Nhật sẽ test luôn chất âm của con này mời anh em. Tôi tình cờ quen đây, mức rất là nhỏ mà rất là lực anh em ạ. Ngồi bên nhau, gọi tên nhau để rồi xa. Em đã đến và đã đến nhau hay như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hiểu hát một vài giờ. Nói chung về sức mạnh của cục đẩy này thì Nhật đang phối ghép với một cặp loa rất là khủng của Harbinger HX152. Loa này vẫn đánh ra được hết chất âm của cặp loa đó nha anh em. Đó là một cặp loa phải nói là cực kỳ là khủng nha mà 2 bass 40 và chất kè nữa anh em. Nói chung với những dòng sản phẩm này thì anh em cứ yên tâm là về sức mạnh của em nó và độ bền bỉ khi mà anh em chơi trong khoảng thời gian dài, hoặc anh em làm nhà hàng sân khấu cần những cục đẩy mà có cấu hình khủng thì con này cũng sẽ là một lựa chọn rất là tốt dành cho tất cả các anh em. Rồi em thấy sao về sản phẩm này, hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu em thấy video hữu ích thì em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại em trong những video lần tới.